Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp đồng sâu đắc nhiệm màu, trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đã ngày thế cho tri tụng người to như lá nhiệm màu. Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh những điều Bồ Tát hay ý hỏi về pháp môn tịnh ấn quyển 15. Này nữa này hay ý, ta nhớ về thời quá khứ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, về trước không thể tính kể so sánh, lúc có Phật xuất hiện thế gian, hiệu là vô biên quang chiếu, gồm đủ 10 tôn hiệu như là ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện tệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trụng phu thiên nhân sư Phật thế tôn. Thế giới ấy tên là tiện biến hóa, kiếp tên là quang vị. Vì nhân duyên gì gọi Đức Phật ấy là vô biên quang chiếu? Vì Đức Thế Tôn ấy lúc mới ngồi nơi đạo tràng Bồ Đề, chưa chứng nhất thiết trí, đang ở quả vị Bồ Tát. Lúc ấy thân đều phóng ra vô vàn ánh sáng, tòa chiếu khắp mười phương, vô lượng a tăng kỳ cõi nước của chư Phật không thể tính đếm. Trong tất cả cõi Phật ấy hiện có hết thảy Bồ Tát bất thoái chuyển và Bồ Tát nhất sinh bổ xứ. Các Bồ Tát thấy các Bồ Tát ấy ngồi nơi đạo tràng Bồ Đề, thấy rồi mỗi vị liền hướng đến Bồ Tát ấy tung rải diệu hoa. Chỗ tán hoa đó nhờ thần lực của Phật nên tất cả đều tụ hội đến thân Bồ Tát ấy. Mỗi một hoa ở trong thế giới thiện biến hóa đều tích tụ cao lớn bằng 7 thân người. Vì duyên cớ đó nên kiến lập tên của Đức Phật là Vô Biên Quang Chiếu và kiếp tên là Quang Vị. Này hãy ý, trong kiếp ấy có 14 câu chi Như Lai xuất hiện ở thế gian, thế giới thiện biến hóa ấy đầy đủ đại oai thần an ổn, vui tươi tất cả chúng trời người đều hân thịnh, có nước rộng lớn. Và 96 câu chi nên cho tha trăm ngàn đại câu, đại châu, dài rộng 84 trăm ngàn do tuần, và 100 ngàn do tuần có 8 vạn 4 ngàn châu thành, và một châu thành có 8 vạn 4 ngàn huyện ấp xóm làng. Trong mỗi một thành có 10 câu chi, na do tha trăm ngàn dân chúng, cùng ở một chỗ. Mỗi một huyện ấp có 8 câu chi dân chúng cư ngụ. Thế giới ấy các dân chúng giàu có hay còn như thế, huống gì là có đại oai đức của chư thiên long thần. Lại nữa, thế giới ấy làm thành bằng bốn báu, đó là vàng, bạc, lưu ly, phải chi kha. Lại nữa, thế giới ấy tùy theo chỗ nhớ nghĩ mà có các thứ ăn uống, y phục, trang nghiêm, các vật dụng đều tự nhiên sung mãn. Dân chúng trong thế giới đó không có ngã và ngã sở. Này hãy ý, Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác cho biên quan chiếu, tòa luận đến 10 trung kiếp. Có 36 câu chi nên cho ta trăm ngàn chúng thanh văn, 1.200 câu chi chúng đại Bồ Tát, có một phương thành gọi là thiện thanh tịnh. Lời cho sinh ra của Đức Thế Tôn ấy, sau khi Đức Phật đó ra khỏi phương thành, Đức Phật dừng chân ở một quốc thành gọi là Lạc Sinh. Nơi đại thành này có một vị chủ luân thánh vương tên là Thiện Tịnh Cảnh Giới, thống lãnh tam thiên thế giới đầy đủ bảy báu, là chỗ thọ dụng của vua. Này hãy ý, vua Thiện Tịnh Cảnh Giới ấy đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thân tâm tròn đủ đối với tất cả chúng sinh, luôn khởi tâm không chướng ngại. Dù có 84 câu chi nơi cho tha trăm ngàn cung tần, tề nữ đều đoan chánh đẹp đẽ như tiếng tiên nữ, các cung nữ ấy cũng đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô Thiện Tịnh Cảnh Giới cung thỉnh Đức Thế Tôn cho biên quan chiếu Như Lai và đại chúng Bồ Tát thanh văn đã cúng dường trải qua hai trung kiếp. Tất cả các vị ấy đều đã thanh tịnh như pháp, để các lỗi lầm y theo pháp sa môn để thọ nhận các thứ y phục, thức ăn uống, thuốc thang, tọa cụ và tất cả mọi vật dụng cần thiết khác. Vì vô ấy vì Đức Thế Tôn nên lập riêng tinh xá thanh tịnh trang nghiêm, và động đến trong ngày vô tuần, mặt đất là bằng lưu ly, tường vách và phòng ốc bên trong đều bằng bảy bọc. Các đường cục ở mọi nơi trong ấy đều làm bằng xích chiên đàn hương và chiên đàn hương Otala hết sức khéo đẹp, thù thắng ngang với các cung trời. Lại nữa là bài trí 10.000 lầu cát dành cho đại chúng Bồ Tát và thanh văn lần lượt an tọa. Này hãy ý, vua Thiện Tịnh Cảnh Giới phụng hành chánh pháp thanh tịnh của Phật ấy, thọ trì năm giới, tinh tu phạm hạnh cùng với các cung tần quyến thuộc, đã qua hai trung kiếp, thừa sợ và cúng dường Đức Thế Tôn. Rồi nhà vua cùng đầy đủ các quyến thuộc đến chỗ Đức Như Lai vô biên quan chiếu, cung kính đảnh lễ và dự quanh bên phải bảy vòng, lui sang một bên. Bây giờ vua Thiện Tịnh Cảnh Giới bạch với Đức Như Lai vô biên quan chiếu: Bà Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát ở trong đại thừa không tin theo điều khác? Thế nào là Bồ Tát tuy hướng cầu đạo tối thắng nhưng không có tướng ngã? Thế nào là Bồ Tát an trú nơi tuệ bất động mà chẳng phải bất động? Thế nào là Bồ Tát đắc tuệ phương tiện thanh tịnh? Thế nào là Bồ Tát đạt được sự quán sát lâu bền mà không đoạn mất gốc rễ?
Thế nào là Bồ Tát ở nơi cảnh giới sáu trần, tuy tăng trưởng mà không hề phóng dật? Thế nào là Bồ Tát ở trong nghĩa lý tâm diệu mà không sân sợ hãi? Thế nào là Bồ Tát được gọi là Tà Bồ Tát chân thật? Lúc ấy ở vô biên quay Như Lai bảo với vua thiện tịnh cảnh giới: Này đại vương, hãy lắng nghe. Lắng nghe và hiểu tác ý, ta sẽ vì ông mà giảng nói. Có bốn loại pháp nếu chư Bồ Tát có thể hành trì đầy đủ, thì ở trong đại thừa không tin theo điều khác, những gì là bốn. Một, từ thắng giải sinh ra nên tinh pháp thánh xuất thế. Hai, dùng ảnh bất toái nên siêng hành tinh tấn, hóa độ chúng sinh. Ba, khéo quán sát nên khởi trí thần thông, hiện hành diệu dụng. 4. Trí tùy thuận biết rõ pháp nên đối với tất cả pháp khởi tướng quyết trạch. Này đại vương, có bốn pháp nếu Bồ Tát có thể hành tròn đủ thì hướng tới đạo tối thắng mà không sinh tướng ngã, những gì là bốn? Một, không chấp nơi thiền vị mà tâm luôn điều hòa. Hai, không vướng mắc vào chỗ vui của chính mình, luôn bố thí niềm an vui cho kẻ khác. Ba, thành tựu hành đại từ an trú đại bi. Bốn, được sự tín hiệu rộng lớn có thể khởi niềm vui tối thượng tối thắng. Này đại vương, có bốn pháp nếu Bồ Tát có thể hành trọn đủ thì được an trú nơi tuệ bất động mà chẳng phải bất động, những gì là bốn? Một, nội tâm xa lìa hư dối. Hai, nội tâm thanh tịnh đầy đủ phương tiện. Ba, thâm tâm theo phương tiện không hề thoái chuyển. Bốn, thâm tâm không xả chúng hành. Này đại vương, có bốn pháp nếu Bồ Tát có thể hành đầy đủ thì đạt được tuệ phương tiện thanh tịnh, những gì là bốn? Một, tùy quán sát tất cả pháp vô ngã, nhân thường dùng bốn nhiếp pháp để hóa độ chúng sinh. Hai, tùy biết tất cả pháp là bất khả thuyết, nhân thường dùng âm thanh văn tự về các chúng sinh và nói pháp yếu, hộ trì chánh pháp. Ba, tùy quán xét pháp thân của chư Phật, nhân thường tinh hiểu tất cả công đức Như Lai, thành tựu tướng hảo, tinh tấn không hề biến trễ. Bốn, tùy quán tất cả cõi Phật là vắng lặng, nhân thường nghiêm tịnh cõi Phật, siêng hành không ngừng nghỉ. Này đại vương, có bốn pháp nếu Bồ Tát có thể hành trì đầy đủ thì đạt được sự quán sát sâu xa mà không bị đoạn mất gốc rễ, những gì là bốn? Một, có thể khéo quán sát đạo tràng Bồ Đề vì không hề xả bỏ tâm Bồ Đề. Hai, khéo quán trí Phật vì không vướng mắc vào trí của mình. Ba, khéo quán về việc chuyển pháp luân màu tùy theo chỗ nghi hoặc pháp của mỗi chúng sinh, đều có thể vì họ giảng nói không hề chậm trễ. Bốn, khéo quán pháp đại niết bàn, không xa lìa pháp sanh diệt. Này đại vương, có bốn pháp nếu chư Bồ Tát có thể hành trì đầy đủ thì ở nơi cảnh giới sáu trần thì có tăng trưởng mà không phóng dật, những gì là bốn? Một, làm chuyển luân thánh vương, hóa độ quần sinh, khéo quán các hành vô thường, tuy cảnh giới nơi sáu trần có tăng trưởng mà không phóng dật. Hai, làm đế thích thiên chủ, hóa độ các thiên chúng, khéo quán các hành là khổ, tuy cảnh giới nơi sáu trần có tăng trưởng mà không phóng dật. Ba, hiện là ma vương giáo hóa các chúng ma, khéo quán các pháp là vô ngã, tuy cảnh giới nơi sáu trần có tăng trưởng nhưng không hề phóng dật. Bốn, làm đại phạm thiên vương giáo hóa các phạm chúng, khéo quán niết bàn là vắng lặng, tuy cảnh giới sáu trần có tăng trưởng mà không hề phóng dật. Này đại vương, có bốn pháp để Bồ Tát có thể hành trì đầy đủ thì ở nơi nghĩa lấy thâm diệu mà không hề sợ hãi, những gì là bốn? Một, thân cận tiền hiệu chân thật. Hai, đối với tiền hiệu khai mở pháp Phật Bồ Đề sâu xa liên tục không gián đoạn. Ba, đối với các kinh điển tâm diệu như vậy, dẫu xa hàng trăm gia tuần cũng đã nghe nhận và quyết chọn và nghĩa lấy. Bốn, khởi tuệ truy nguyên như chỗ nghe pháp, chỉ y theo nghĩa lý chứ không dựa vào văn tự. Này đại vương, có bốn pháp nếu Bồ Tát có thể hành trì đầy đủ thì được gọi là Bồ Tát chân thật, những gì là bốn? Một, tinh tấn siêng hành các ba la mật. Hai, khởi tâm đại bi siêng hành hóa độ tất cả chúng sinh. Ba, dùng sức tinh tấn siêng hành viên mãn tất cả pháp Phật. Bốn, có thể ở trong vô lượng sinh tử siêng hành giáo hóa không sinh lòng chán mệt, là có thể tích tập phước trí thắng hạnh. Bốn pháp như vậy nếu Bồ Tát có thể hành trì đầy đủ thì được gọi là Bồ Tát chân thật. Này hãy ý, lúc Như Lai do biên quan chiếu nói bốn loại pháp môn như vậy, trong pháp hội ấy có 10.000 câu chia nơi cho ta người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, 8 câu chia nơi cho ta 100.000 bí xô trước hết các lậu tâm ý mở bày không cần bị các pháp chi phối. Các cung tần mỹ nữ thái tử của vua đều được pháp nhẫn nhu thuận, vua thiện tịnh cảnh giới được pháp nhẫn lợi thuận, tức thì tâm vua hoan hỷ,
Dương Mần Khôn Siết liền dùng tất cả các vật thọ dụng do diệu hiện có cúng dường Đức Phật. Lúc ấy Vô Biên Quang chiếu Như Lai, bảo Vô Thiện Tịnh cảnh giới: Này Đại Vương, ông đã xả bỏ tất cả các thứ sở hữu để hiến cúng Như Lai. Ông hãy tịnh tới nơi pháp tối thượng của ta mà xuất gia, để bỏ nơi không phải là nhà. Vì sao này Đại Vương? Nếu tịnh tấn xuất gia ở nơi pháp tối thượng của Như Lai, cho có đại oai đức, được nhiều sự tháng tháng. Đại Vương nên biết, Bồ Tát xuất gia có 20 sự lợi lạc rộng lớn, tức là viên mãn nhất thiết trí vô thượng thù thắng. Những gì là 20? Một, xả bỏ sự thọ dụng của cải giàu có đôi vua, được sự lợi ích lớn là vô ngã và ngã sở. Hai, đã thích xuất gia rồi thì được lợi ích lớn là sẽ liệu phiền não. Ba, mặc áo ca sa, được sự lợi ích lớn là tâm không tạp nhiễm. Bốn, đối với thánh chủng sinh lòng hoan hỷ thì được sự trưởng dưỡng lợi ích già là viên mãn. Năm, tu công đức hành đầu đà, đoạn trừ đa dục thì được sự lợi ích ly nhiễm. Sáu, là thanh tịnh giới uẩn thì được sự lợi ích là sinh trong cõi trời người. Bảy, không sẽ bỏ tâm bồ đề thì được sự lợi ích lớn viên mãn sáu ba pháp ba la mật. Tám, ở nơi chỗ vắng lặng thì được sự lợi ích là xa lìa sự phiền não. Chín, tương hữu ái trước thì được sự lợi ích là tư duy về pháp lạc. Mười, tu tập thiền định thì được sự lợi ích là tâm luôn thông suốt. Mười một, siêng cầu đa văn thì được sự lợi ích là đạt đại tuệ. 12. Xa lìa các kiêu mạn nên được lợi ích là đại trí. 13. Ít cầu ít việc nên được lợi ích quyết chọn thánh pháp. 14. Đối với tất cả chúng sinh tâm luôn bình đẳng nên được lợi ích là đại từ. 15. Khởi tâm giải thoát tất cả chúng sinh nên được lợi ích là đại bi. 16. Không tiếc thân mạng nên được lợi ích là hộ trì chánh pháp. 17. Tâm khinh an nên được lợi ích là thần thông. 18. Thường niệm Phật nên được lợi ích là giải thoát tất cả khổ. 19. Thường quán sát các pháp thâm sâu nên được lợi ích là đạt pháp nhẫn vô sinh. 20. Thực tập tất cả công đức thù thắng nên được lợi ích là mau chóng thành tựu nhất thiết trí. Này Đại Vương, 20 pháp này tức là lợi ích của việc xuất gia với công đức thù thắng, các Bồ Tát xuất gia không khó làm được. Cho nên Đại Vương, hãy nên tịnh tấn xuất gia ở trong pháp tối thượng. Này hãy ý, lúc ấy Đức Thế Tôn vì vô thiện tịnh cảnh giới mà dẫn dạy các pháp khế hợp. Vua xuất gia rồi, liền sẽ bỏ tất cả sở hữu ở nơi tán phước, cho đến cả bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, thành tướng bí xô. Vua ở trong pháp Thế Tôn tịnh tấn xuất gia, các quân tần của vua cũng theo xuất gia. Thái tử, phi chủ cũng xuất gia, cho đến dân chúng trong nước, cũng có 99 câu chi na cho tha, 100.000 người đều theo vua xuất gia, dù đều phát tâm tinh tấn, xin cầu phát thiện. Này hãy ý, ông nên quán lời thành thật của chư Phật mà sinh lòng tịnh tấn, tất cả phước hạnh sẽ làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh. Vua thiện tịnh cảnh giới ấy xuất gia rồi, sau đó các quyến thuộc cũng cùng xuất gia, cũng đến chỗ Như Lai cho biên quan chiếu. Đến rồi liền đảnh lễ và bạch Phật: Xin Đức Thế Tôn giáo thọ cho con sẽ như lời dạy bảo của Thế Tôn mà tu hành kiên cố, khiến cho trong các quốc độ của con không ai là không no đủ. Đức Như Lai bảo Bí Xô thiện tịnh cảnh giới: Từ nay về sau, ông được gọi là Bí Xô, theo chúng Bí Xô cần phải làm cho cảnh giới của mình thanh tịnh, quán sát sâu xa về cảnh giới của chính mình, và tùy theo sự quan sát mà an trú đúng như lý. Sao gọi là cảnh giới của chính mình? Nghĩa là cảnh giới nơi sáu trần nên đến sự chướng ngại. Ngay lúc đó ông cần phải biết rõ về hiện tiền đúng như thật, quán sâu về Bồ Đề, và ở nơi Bồ Đề khởi tưởng sâu xa, chớ khởi tưởng nghĩ nông cạn. Bí Xô thiện tịnh cảnh giới thừa hành theo sự chỉ dạy của Thế Tôn ấy, rồi thì ý chí luôn sâu bền, không sinh phóng dật, cầu xa lìa phiền não, tu hành như lý, ở nơi cảnh giới của mình mà quán sát như thật. Thế nào là quán sát sâu xa? Nghĩa là cảnh giới của mắt, tức là cảnh giới của không. Cảnh giới không, tức là cảnh giới của tất cả chúng sinh. Cảnh giới của tất cả chúng sinh, tức là cảnh giới của Phật. Cũng vậy, cảnh giới của nhĩ, tỷ thiệt thân ý là cảnh giới của không. Cảnh giới không là cảnh giới của tất cả chúng sinh. Cảnh giới của tất cả chúng sinh, cảnh giới không là cảnh giới của Phật. Lại nữa, cảnh giới của mắt là cảnh giới vô tướng. Cảnh giới vô tướng là cảnh giới của tất cả chúng sinh. Cảnh giới tất cả chúng sinh, cảnh giới vô tướng là cảnh giới của Phật. Cho đến cảnh giới của ý là cảnh giới vô tướng. Cảnh giới vô tướng tức cảnh giới của tất cả chúng sinh.
cảnh giới của tất cả chúng sinh, cảnh giới của vô tướng là cảnh giới của Phật. Lại nữa, cảnh giới của mắt, tức cảnh giới vô nguyện, vô tác, vô sinh, vô khởi. Cảnh giới vô khởi tức là cảnh giới của tất cả chúng sinh, cảnh giới của tất cả chúng sinh, cảnh giới vô khởi là cảnh giới của Phật. Này hãy ý biết xô thiền tịnh cảnh giới, nghe pháp này rồi liền hội nhập vào pháp ấy, thân tâm được thư thái, cho nên tâm tuệ siêng tu bốn thần túc, không lâu thì chứng đắc năm thần thông, một lần chuyên chú không hề phóng dật, được nhập vào chỗ thâu tóm chung tất cả môn nghĩa của môn Đà La Ni. Khế Phật bảo Đại Bồ Tát hãy ý, ông chớ nên sinh niệm nghi hoặc, biết xô thiền tịnh cảnh giới. Thời đó, bỗng ngôi vị chuyển luân vương tối thắng xuất gia tu đạo ở trong Phật Pháp, chứ đâu phải là ai khác, mà chính là ông đấy. Còn số người theo vua xuất gia gồm 99 câu chia này cho ta trong ngàn biến số thời đó, đâu phải là ai khác, chính là chúng Bồ Tát, của đi theo với ông đến Pháp hội này nghe Pháp. Lúc Đức Thế Tôn giảng nói về nhân duyên tọa trước, trong chúng hội này có 1.800.000 người phát tâm, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, 8.000 Bồ Tát đắc Pháp nhẫn vô sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nhận Địa Bồ Tát hãy ý, hỏi về pháp môn tịnh ấn quyển 16. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát hãy ý, này hãy ý, nếu chư Bồ Tát muốn chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cần phải tu học các chỗ hành dụng của hàng đại sĩ các ông. Tức Bồ Tát không cần tu, không cần chỉ tu do lời nói biện tài, mà phải hành dụng đúng như lời chư Phật dạy. Thế nào là Bồ Tát không hành vô chỗ thuyết giảng? Nghĩa là Bồ Tát tu đầy đủ biện tuệ nhưng không thích tập các pháp phần Bồ Đề, mà còn nói như vậy, ta sẽ thành Phật, rồi thì mời gọi khắp tất cả chúng sinh đến để rộng hành pháp thí, khiến cho họ đều đắc pháp viên mãn. Nhưng Bồ Tát này không thể siêng hành tu tập về đa văn, cũng không thích tập các pháp phần Bồ Đề, hư dối đối với tất cả chúng sinh, đó là Bồ Tát không thể hành cho chỗ thuyết giảng. Này hãy ý, nếu có Bồ Tát nói như vậy, ta thành Phật rồi, tức rộng hành pháp thí cho tất cả chúng sinh, khiến họ đắc pháp đầy đủ. Đối với Bồ Tát có thể siêng hành tu tập đa văn, cũng tu tập các pháp phần Bồ Đề, đó là thi hành đúng như lời nói. Này hãy ý, người không thể làm như lời nói, cũng ví như người như ở đời, có vị vua hoặc vị quan mời tất cả dân chúng trong nước đến, nhưng muốn thiết đãi một bữa tiệc thịnh soạn, khiến cho tất cả đều no đủ, nhưng lại không chuẩn bị đủ các thức ăn uống cần dùng, dối gạt tất cả dân chúng trong nước. Mọi người đã đến lầm nên liền tìm tới nơi khác mà ăn, tâm mang sân hận trách mắng mà đi ra khỏi chỗ ấy. Này hãy ý, Bồ Tát cũng vậy, nguyện vì tất cả chúng sinh cho độ khiến họ được độ, chúng sinh chưa giải thoát khiến họ được giải thoát, chúng sinh chưa an ổn khiến họ được an ổn, chúng sinh chưa đại niết bàn khiến họ đến niết bàn. Tuy có nguyện như vậy, nhưng Bồ Tát ấy không siêng tu tập đa văn, cũng không tích chứa các pháp phần Bồ Đề, đó là Bồ Tát không làm như điều đã nói. Bồ Tát ấy hư dối hàng trời người thế gian, bị hiền thánh chê trách, cũng lại hiềm khích bởi đa sự tranh tụng mà không thể làm bậc đại trí, rốt cùng không thể viên mãn thệ nguyện. Này hãy ý, muốn phát khởi đại trí tối thượng, sự khó đạt được tột bậc cần phải ở trong pháp đại thừa vô thượng mà không hề biến trễ thoái chuyển. Vì thế nên biết, Bồ Tát không nên dùng lời nói mà dối gạt tất cả hàng trời người thế gian. Lần nữa hãy ý, hoặc lúc có người đến cầu xin cho Bồ Tát thuyết pháp, Bồ Tát ấy liền nói, ta vì các vị mà giảng nói pháp như vậy, dùng pháp như vậy để giáo hóa, cho đến xả bỏ thân mạng của chính mình cũng không hề hối tiếc, đó là Bồ Tát không dối gạt tất cả chúng sinh. Nhân duyên như vậy không ông phải nên biết. Lại nữa này hãy ý, ta nhớ về thời quá khứ vô lượng vô số A Tăng Kỳ kiếp về trước, có một sư tử chúa các loài thú tên là Bất Hoại Thân, ở trong rừng sâu động vắng thường hành tâm từ bảo hộ tất cả chúng sinh, chỉ dùng hoa quả có cây làm thức ăn. Lúc ấy trong động có hai con khỉ cái và đực cùng ở, sau đó chúng sinh ra hai khỉ con, vì muốn đi nơi khác nên mới đem con mình cho sư tử chúa giữ giúp, rồi cả hai liền đi nơi khác. Khi đó có một con chim thú tên là lợi kiến đang bay nơi không trung, bỗng nhiên đáp xuống đất bắt hai con khỉ ấy rồi bay lượn trên không. Sư tử vương thấy hai khỉ con bị chim tha đi, liền hướng đến chim thú chúa nói kệ.
Lạy thay thứ vương, ngươi có biết nếu buông thả hai khỉ con khỉ này, ta bảo vệ chúng khiến không sợ, hãy đem nó về chớ làm hại. Lúc ấy thứ vương liền đáp, thưa vương, nếu bỏ được thân mình, ta sẽ tha hai con khỉ này. Đây là thức ăn của chỗ ta, trên không lấy gì làm thức ăn. Sư tử vương liền đáp, ta thà bỏ thân cho ngươi ăn. Nay ngươi hãy mau thả khỉ con, ta nguyện gìn giữ đại bồ đề, kẻ đấy không nên nói dối gạt. Thú vương là sư tử nói kể rồi, thâm tâm kiên cố, sẽ bỏ thân mình không hề hư dối. Thú vương thấy việc này rồi, liền khen ngợi là việc chưa từng có và nói kể, nếu lớn tánh mạng ở thế gian, có thể bỏ thân cứu kẻ khác, ta nay phải thả khỉ con này, khiến ông tu hành pháp lâu bền. Này hãy ý, ông nên biết, sư tử vương bất hoại thân lúc ấy chính là ta, khi được là Đại Ca Diếp, khi cái là Bí Xô Ni hiền hộ. Hai khỉ con nay là La Hầu La và A Nan. Diêm thú vương lợi kiến là Bí Xô thiện ái. Vì vậy nên biết, Đại Bồ Tát thà bỏ thân mình, chứ không bỏ sự bảo hộ kẻ khác. Đó là làm đúng như lời nói một cách viên mãn. Lời nói này hãy ý, thế nào là tướng biểu hiện của việc có thể hành như lời nói? Đó là bố thí như lời nói, tôi sẽ bỏ tất cả sở hữu như chỗ hiện bày. Đó gọi là có thể hành như lời nói. Bồ Tát trì giới như lời nói, tôi thành tựu tất cả giới học và công đức đầu đà như chỗ hiện bày. Đó gọi là có thể hành. Bồ Tát nhẫn nhục như lời nói, tôi đối với các trường hợp giận dữ khiến có lỗi lầm, tại đều đoạn trừ như chỗ hiện bày. Đó gọi là chỗ có thể hành. Bồ Tát hành tinh tấn như lời nói, tức ở nơi các pháp thiện xin cầu tu tập như chỗ hiện bày. Đó gọi là chỗ có thể hiện bày. Bồ Tát hành thiền định như lời nói, tức phải tu định giải thoát tam ma địa, tam ma bát đề như chỗ hiện bày. Đó gọi là có thể hành. Bồ Tát tu tập trí tuệ như lời nói, tức phải phân biệt tất cả chứng cố, khởi trí thiện xảo biện tại quyết định như chỗ hiện bày. Đó gọi là có thể hành. Tóm lại, cho đến Bồ Tát đoạn trừ tất cả pháp bất thiện như lời nói, tức tập tất cả pháp thiện, tức phải đoạn trừ mọi pháp bất thiện, sẽ đang thu thập tất cả pháp thiện như chỗ hiện bày. Đó gọi là có thể hành. Bồ Tát chất trực như lời nói, tức là không quanh co hư dối. Đó gọi là có thể hành. Bồ Tát hành theo phương tiện như lời nói, tức mở bày cửa phương tiện. Đó gọi là có thể hành. Bồ Tát dụng mạnh như lời nói, tức siêng năng xa lìa các sự biến giác thoái chuyển. Đó gọi là có thể hành. Bồ Tát có thâm tâm kiên cố như lời nói, tức xa lìa sự vướng mắc nơi chỗ hướng tới thắng đạo. Đó gọi là có thể hành. Bồ Tát thời nguyện như lời nói, tức sẽ viên mãn rốt ráo các nguyện. Đó gọi là có thể hành. Bồ Tát nghe thọ trì như lời nói, tức đại khéo tu tập như điều đã nghe biết. Đó gọi là có thể hành. Bồ Tát thích tập thiện hành như lời nói, tức thâm tâm thường không biến trễ. Đó là có thể hành. Bồ Tát xa lìa kiêu mạn như lời nói, tức phải viên mãn thắng trí. Đó gọi là có thể hành. Bồ Tát thích tập giới hạnh như lời nói, tức đối với giới không hề thiếu sót. Đó gọi là có thể hành. Bồ Tát mới phát tâm như lời nói, tức phải thành tựu thắng hạnh của Bồ Tát. Đó gọi là có thể hành. Bồ Tát ở vị pháp nhẫn vô sinh như lời nói, tức phải tăng tiến hướng đến nơi địa không thoái chuyển. Đó là có thể hành. Bồ Tát ở quả vị nhất sinh bổn xứ như lời nói, tức phải tăng tiến hướng đến ngồi nơi đạo tràng Bồ Đề. Đó gọi là có thể hành. Bồ Tát tích tập kiên cố như lời nói, tức phải hiện chứng quả nhất thiết trí. Đó gọi là có thể hành. Này ý, các pháp như vậy là Bồ Tát có thể hành đúng như lời nói. Lúc Đức Thế Tôn thuyết pháp có thể đúng như lời nói, hành trong pháp hội có 5.000 Bồ Tát được đắc pháp nhẫn vô sinh. Lúc ấy có một Bồ Tát tên là Hy Liên Hoa Trang Nghiêm, liền bạch Phật: Hy hữu thay bạch Thế Tôn, chư Phật Như Lai nhờ có thể hành trì đúng như lời nói nên liền chứng đắc tất cả pháp Phật tối thượng. Bạch Thế Tôn, nhờ chủ Phật nói mà tu hành, nó tức là hành đúng theo lời nói. Đức Phật bảo: Này thiện nam, ông biết về pháp tu hành chăng? Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, con biết. Đức Phật nói: Này thiện nam, tùy chỗ ưa thích của ông này nên nói về pháp tu hành. Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người tu hành y theo lời Phật dạy thì bình đẳng đối với tất cả pháp. Đã biết bình đẳng rồi thì ở trong chánh vị, dùng trí thiện xảo không tổ chứng tam ma bát đề, đó chính là
chỗ tu hành của Bồ Tát. Bồ Tát Sơn Vương bạch: Bạch Thế Tôn, con cũng muốn nói về pháp tu hành. Phật nói: Này Tỳ Nam, ông cứ tùy ý mà nói. Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không chỗ tu đó là tu hành. Vì sao? Vì Bồ Tát với tất cả pháp đều không chỗ tu đó. Nếu có chỗ tu mà chẳng phải là tu hành, đó mới là chánh tu hành. Bồ Tát Công Đức Quang Chiếu Dương bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tâm tuân theo dòng chảy thì thức có chỗ chuyển, vậy cái gì gọi là tu hành? Nếu Bồ Tát biết rõ tâm nơi tất cả pháp là không trụ, tức không một pháp nhỏ nào có thể trụ, nếu không một pháp nhỏ nào có thể trụ, đó mới là chánh tu hành. Bồ Tát Cao Cự Vương bạch: Bạch Thế Tôn, không chỗ vui đó là tu hành, không chỗ chán lìa đó là tu hành. Bồ Tát ở trong tất cả pháp không cao không thấp, cho nên không có một pháp nhỏ nào có thể là vui hay chán, đó chính là tu hành. Bồ Tát Nhật Tạng bạch: Bạch Thế Tôn, nếu có chỗ nương tựa tức là có chỗ chuyển, nếu không có chỗ nương tựa tức không chỗ chuyển. Vì Bồ Tát dùng sự không nương tựa, không động chuyển, nên là trong tất cả pháp không hề dao động, đó tức là chánh tu hành. Bồ Tát Dụng Mạnh Tâm bạch: Bạch Thế Tôn, tâm là chỗ hành của thế gian, nên thế gian rong ruổi theo nó. Nếu Bồ Tát ở nơi tất cả tâm mà vô tâm thì không chỗ suy niệm, cũng không phân biệt, đó là chánh tu hành. Bồ Tát Ái Kiến bạch: Bạch Thế Tôn, như điều Phật nói, tất cả chỗ nhận thức đều là khổ. Nếu Bồ Tát ở nơi tất cả chỗ nhận thức mà được tỉnh ngộ, tức là không có chỗ nhận thức, cũng không có chỗ chấp giữ, cho nên không nhập định diệt thọ tưởng, không bỏ chúng sinh, không bất đại bi, đó là chánh tu hành. Bồ Tát Hương Tượng Vương bạch: Bạch Thế Tôn, hàng phàm phu ngu tối có các gánh nặng, nên khởi kiến chấp sâu nặng về năm uẩn. Nếu Bồ Tát biết rõ về năm uẩn nên được thư thái, đó là buông các gánh nặng, là có thể vì các phàm phu mà thuyết giảng pháp buông bỏ gánh nặng của năm uẩn, cho nên không một pháp nhỏ nào có thể khởi tưởng chân thật, biết rõ các pháp là vô sinh vô diệt, đó là chánh tu hành. Bồ Tát Trì Thế bạch: Bạch Thế Tôn, nếu hành chân chánh là tu hành, chẳng phải là chỗ hành tả. Bồ Tát cần phải tu chánh phương tiện. Thế nào là chánh phương tiện? Nghĩa là biết tánh của tất cả pháp là bình đẳng, vị trí bình đẳng như hư không, đó chính là chánh tu hành. Bồ Tát Kiên Cố bạch: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát có trí tuệ phương tiện, tức là vô sinh mà sinh, vô khởi mà khởi, ở trong sinh diệt cũng không chủ trú, đó là chánh tu hành. Bồ Tát Cát Tường Phân Vương bạch: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát quán tự tánh của tất cả pháp vốn vắng lặng thì không sao bỏ, áo giáp đại bi, thế sức của tinh tấn thì biết kết quả không hư dối, đó là chánh tu hành. Bồ Tát Vô Ngại Quán bạch: Bạch Thế Tôn, nếu có dấu vết của chỗ tu hành, đó là việc ma. Nếu là việc ma thì chẳng phải là tu hành. Nếu không chỗ hành, cũng không chỗ trú, thì các ma ấy không tìm được chỗ sơ hở, như vậy mới có thể siêu việt các nẻo ma ác, đó là Bồ Tát tu hành chân thật. Bồ Tát Cần Tinh Tấn bạch: Bạch Thế Tôn, nếu có một pháp nhỏ vui muốn nào thành tựu thì sức tinh tấn, sức tinh cần ấy là hư dối, vì tất cả pháp là không chỗ thành tựu. Nếu ở trong ấy có được trí cùng chỗ nhận biết được, chẳng phải là không ý, đó là chánh tu hành. Bồ Tát Diệt Án Tu bạch: Bạch Thế Tôn, nếu có các chủng loại phân biệt về chỗ hành thì cái gì gọi là tu hành? Không chủng loại, không phân biệt, đó là tu hành. Không chủng loại, không phân biệt ấy tức là tự tánh của tâm. Nếu có thể biết rõ tự tánh của tâm, đó là tu hành chân thật. Bồ Tát Thiện Tư Nhi Tư bạch: Bà Thế Tôn, Bồ Tát tùy nhập nơi tất cả tâm của chúng sinh, đã tùy nhập rồi tức biết rõ tâm của tất cả chúng sinh mà vô tâm, vì trong đó chỗ nhập của trí là vô tâm, đó là tu hành chân thật. Bồ Tát Thích Ý bạch: Bà Thế Tôn, cận tịch là tu hành, chẳng phải cận tịch là tu hành. Bồ Tát ở nơi đại tịch ấy, các tâm nơi đối tượng duyên đã biến tịch, cận tịch hoặc tăng hoặc giảm đều không tạo tác, vậy là tăng giảm nên biết rõ và bình đẳng, đó là chánh tu hành. Bồ Tát Đạo Sư bạch: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát phát khởi thiện căn, đó là chánh tu hành. Nếu có chỗ thành tựu tức chẳng phải phát khởi thiện căn. Vì sao? Vì Bồ Tát phát khởi phước hạnh, tức là phát khởi trí hạnh, phước bình đẳng nên trí bình đẳng, trí bình đẳng nên tức phước bình đẳng, phước trí bình đẳng tức bồ đề bình đẳng, đó là chánh tu hành. Bồ Tát Hy Hí Dương bạch: Bạch Thế Tôn, không phân biệt tất cả pháp, đó là tu hành.
Nếu Bồ Tát biết rõ pháp giới, để thâu tóm khắp tất cả pháp thì không một pháp nhỏ nào hoặc lì hoặc hợp. Đó là chánh tu hành. Bồ Tát thiền tư nghĩa bạch: Bạch Thế Tôn, các pháp dựa vào nghĩa không? Dựa vào văn. Nếu Bồ Tát biết rõ về nghĩa, tức ở nơi 48.000 pháp uẩn, tuệ có thể đọc tụng, tọa trì, giải nói. Nhưng ở trong nghĩa chân thật không thể nói, không hề động chuyển. Đó là chánh tu hành. Bồ Tát thanh tịnh ý bạch: Bạch Thế Tôn, tâm sâu xa bền chắc, đó là tu hành. Bồ Tát có đầy đủ tâm sâu xa, tức chẳng phải là ngôn ngữ, người nói về chỗ đạt được tối thượng, chỉ tu chánh đạo chân thật, quán đạo chân thật ấy cũng có biến đến không đi, đó là chánh tu hành. Bồ Tát tất cánh vô cấu tu duy bạch: Bạch Thế Tôn, nhờ chiếc áo bẩn được giặt giũ sạch sẽ, còn áo không bẩn thì giặt làm gì? Bồ Tát cũng là như vậy, không đem tâm sơ nay thanh tịnh mà quan sát như thật, khiến được thanh tịnh. Bồ Tát không chuyển gốc của tất cả tâm cô ấy phiền não, vì tâm ấy vốn thanh tịnh. Nếu biết rõ về thanh tịnh như vậy, đó là tu hành chân thật. Bồ Tát hay ý bạch: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát được thiện tri thức thâu nhỏ, tức ít trải qua sức cần khổ mà có thể hành chánh hạnh. Vì sao? Nếu sức Bồ Tát không thể vượt qua tất cả các việc mà, thì sẽ bị các tri thức ác thâu giữ. Nếu sức của Bồ Tát có thể thắng vượt các việc mà, thì nên biết đó là chỗ thâu nhận của thiện tri thức. Bạch Thế Tôn, cho nên Bồ Tát đúng, nếu muốn siêu vượt các việc mà, thì cần phải gần gũi thử sự các thiện tri thức. Bồ Tát nhờ sự thâu dự, thâu nhận, dẫn dắt của thiện tri thức, nên đã trải qua sự cần khổ mà có thể thành tựu chánh hạnh. Bây giờ Thế Tôn, bạn Bồ Tát hãy ý rằng, Thiện Nam ông có biết việc mà không? Hãy ý bạch Phật, bạch Thế Tôn, có biết giải việc mà. Phật bảo: Hãy ý Thiện Nam, ông cứ tùy ý nói, khi cho các Bồ Tát nghe rồi, liền có thể siêu vượt, hàng phục các ma ngoại đạo, mau chóng chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát hãy ý bạch Phật, bạch Thế Tôn, như điều Thế Tôn dạy, con sẽ nói về các việc ma. Kính xin Đức Thế Tôn, kiến lập oai thần. Bạch Thế Tôn, việc ma có 12 loại, những gì là 12? Bồ Tát khi hành Bố Thí Ba La Mật Đa, đem vật không thể không ưa thích để bố thí, tâm còn ưa muốn. Nếu đem vật đáng ưa thích để bố thí, tâm không còn ưa muốn. Vật người không ưa thích thì cố ý cho, vật người ưa thích thì không cho. Ở chỗ bố thí giấy khởi vô số tưởng, ở chỗ cho người cũng giấy khởi vô số tưởng. Đó là việc mà thứ nhất lúc Bồ Tát hành Bồ Tát. Là nữa, Bạch Thế Tôn, lúc Bồ Tát hành trì giới Ba La Mật Đa, nó gặp các sa môn Bà La Môn, đối với phép tắc luật nghi, giới hạnh, pháp thiện đều có thể tròn đủ, cho đến một tội nhỏ cũng lo sợ, ngăn ngừa, nuôi sống thân mạng một cách trong sạch, kiên trì giữ giới, thì liền thân cận tôn trọng, còn gặp kẻ phá giới thì chê trách, giận dữ, ở trước họ luôn tự thị vào giới đức của mình, phỉ báng người khác. Đó là việc may thứ hai của Bồ Tát lúc trì giới. Bà Thế Tôn, lúc Bồ Tát hành nhẫn nhục Ba La Mật Đa, nếu muốn thành tựu nhẫn hạnh, tuy có thể nhẫn nhưng lời nói lại không thể nhẫn, tâm sinh sân hận. Gặp kẻ mạnh thì có thể nhẫn với họ, còn gặp người yếu thì không thể nhẫn. Để nữa, trước kẻ mạnh thì tội ra có sức nhẫn, nhưng trước kẻ yếu thì hiện tướng giận dữ. Kẻ như vậy thì nhẫn, kẻ như kia thì không nhẫn. Nhưng chỗ nào có thể nhẫn, nhưng chỗ nào không thể nhẫn. Nếu chỗ hành nhẫn thì khởi tâm kiêu mạn, còn đối với chỗ không nhẫn thì không mau chóng sám hối. Đó là việc thứ ba của Bồ Tát khi hành nhẫn nhục. Bạch Thế Tôn, lúc Bồ Tát hành tinh tấn Ba La Mật Đa, tôi phát khởi tinh tấn, hóa độ theo, hóa độ hàng theo thừa thanh văn duyên giác, cũng hóa độ cả người trong đại thừa. Chỉ bị hàng thanh văn duyên giác mà thuyết pháp tương tục, trái lại còn dùng pháp đại thừa để hóa độ các kẻ ngu. Đó là pháp môn phá trừ ma thứ sáu. Là nữa, hãy ý tự tánh của tất cả pháp là vô nhiễm, dùng tướng vô nhiễm mà hóa độ sự có nhiễm của chúng sinh. Đó là pháp môn phá trừ ma thứ bảy. Này hãy ý tự tánh của tất cả pháp là vô sinh vô khởi, dùng tướng vô sinh vô khởi và các chúng sinh dạng nói pháp đoạn trừ sinh lão bệnh tử. Đó là pháp môn phá trừ ma thứ tám.
Này hãy ý tự tánh của các pháp cùng ở trong một vị không sai biệt, dùng tướng đồng một vị không sai biệt mà kiến lập ba thừa, để vì các chúng sinh mà thuyết giảng pháp, khiến chúng cũng không lìa bỏ ý, không lìa bỏ ý thích đại thừa. Đó là pháp môn phá trừ ma thứ chín. Lại nữa này ý, nếu tâm ý thức của Bồ Tát thì không chỗ vướng mắc, nhờ dựa nhân thường không quên mất tâm đại Bồ Đề, tuy xa lìa các sự sinh khởi nhưng không xa lìa tâm nhằm giải thoát cho tất cả chúng sinh, tuy sẽ vượt các hành nhưng cũng thành tựu thắng hạnh của Bồ Tát. Đó là pháp môn phá trừ ma thứ 10. Này hãy ý, 10 loại pháp môn phá trừ ma như vậy, nếu các Bồ Tát siêu năng hành trì tu tập thì sẽ siêu vượt tất cả việc ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Những Điều Bồ Tát Hãy Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn, quyển 16. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.